Hello anh em, Minh Nho Đờ Đông hôm nay lại phối ghép mời anh em theo dõi cửa hàng test một bộ âm thanh. Bộ này thì hát được anh em nhé, bởi vì cửa hàng đã ghép với một đôi loa karaoke của Nhật, loại xịn, hàng chính hãng luôn, sản xuất tại Nhật. Loa karaoke chính hãng thì thường nó là bát 20 anh em nhá. Anh em thấy những dòng loa Bose hoặc BMB hoặc Pioneer thì nó đều bát 20. Bộ này thì anh em hoàn toàn có thể chơi đa năng, đó là nghe nhạc, hát karaoke và chơi nhạc liên khúc, nhạc bolero, nhạc Bre 75 cũng vẫn ổn. Giá thì cực kỳ bình dân, 7 triệu đồng anh em nhá. Loa 3,5 triệu, âm ly 3,5 triệu, mời anh em cùng nghe đã. Đâu ai hay làm kiếp người, nơi chốn du hành là địa ngục chân gian, mà sao ta chiều cao là 45 hay bề ngang 45, và chiều sâu và chiều ngang của cái mặt trên này này là 25 các bác nhá. Loa Pioneer V11. Loa này thì loa chép có thể xoay được hoặc là chuyển hướng đi được. Ở đây này, xoay. Có lỗ thông hơi, bass 20. Những dòng loa karaoke chính hãng của Nhật, của Mỹ thì thường nó là bass 20. Còn của Trung Quốc thì nó mới là bass to anh em nhá. Và những cái đồ này thì nó phục vụ karaoke gia đình, không gian vừa phải, vuông thành sát cạnh đẹp các bác nhá, zin đét luôn đó. Vuông thành sát cạnh này, và loa được sản xuất luôn tại Nhật này, sản xuất tại Nhật, 6.3W ôm 50-150W V11 đó. Một bên tem đỏ, bên tem đen, đấy là đặc trưng của cái hãng này. Đây, tiếp theo đôi này, vuông thành sát cạnh, Made in Japan V11 đấy. Cái loa này thì bản chất của nó là loa karaoke và hát nghe nhạc được, bởi vì cái dòng loa karaoke của Pioneer thì tiếng nó rất mềm, tiếng nó dễ nghe, tiếng nó ha, tiếng hát của nó như kiểu là loa nghe nhạc anh em nhé. Âm ly thì là một con âm ly khỏe, trở kháng từ 4 đến 16, đánh hai cầu loa 1+2, cửa hàng đang chạy đường tín hiệu vào là AUX. Con này thì hàng khủng đấy anh em ạ, 4 tụ lọc, 4 sò 2 vít khỏe lắm, và thông số 200W cơ mà, 100V sản xuất tại Nhật Bản. 200W là một thông số khá khỏe với một con âm ly, nhưng cái điều đó thì nó cũng mang tính chất tham khảo anh em nhé, bởi vì con này nó khỏe cái chỗ là nó tản nhiệt to bên trong này, 4 tụ lọc này, một nguồn to. Đấy, đấy là những cái thứ tôi quyết định. Và sẽ làm một clip hát thử để anh em xem sau. Còn đây là clip giới thiệu nguyên hai sản phẩm này, là anh em có thể nghe nhạc trước tiên đã. Còn sau này thì anh em có điều kiện ghép thêm cái vang em nhá. Ghép thêm cái vang là hát được karaoke. Cái vang, cái mic, cái vang này là vang hàng loại 1 chính hãng. Giá 2,5 triệu. Vàng đầy đủ tính năng đường quang USB và Bluetooth. Đâu xa sống không khinh, không ghét không hận thù, thì buồn vui sướng khổ như mây chiều vào. Đời tựa chim bao đêm thâu đêm nhiều trăn trở, hãy sống thương vì bản chất cái dòng loa này nó là loa karaoke ở bên Nhật người ta dùng, nên anh em thấy mặc dù nó bass chỉ 20 anh em nhá, nhưng bass nó đánh rất lực nếu mà so sánh với dòng loa ca nghe nhạc anh em ạ. Loa Bose 301 hoặc BMB các loại thì thường nó là bass 20 nếu hàng sản xuất tại Mexico hoặc tại Nhật. Đấy, đấy là những cái hàng chính hãng ấy. Còn sau này thì nó sản xuất tại Trung Quốc thì nó có bass to hơn, anh em phải phân biệt như vậy nhá. Và những cái loa này thì nó dùng karaoke từ ngày xưa đến nay là trong gia đình. Đó. Âm ly thì là một con âm ly to, mã là Victor X55, có đánh hai cầu loa 1+2, 1+2, bát chép này, có lao lớt này, có cân loa này, đang cắm vào đường AUX này. Thông tin địa chỉ anh em nhé,
Cửa hàng thì nằm gần ngã tư Văn Phú, tuyến đường sắt trên cao, chung cư khu đô thị Văn Phú. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đó em, anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu. Điểm nhấn của bộ này là cửa hàng cố muốn ghép để ở mức một mức giá cực kỳ rẻ để anh em có thể tiếp cận. Đó là chỉ có 7 triệu anh em nhé, chỉ có 7 triệu đồng một mức giá siêu rẻ với một bộ âm thanh. Một bộ mức giá rẻ. Điểm nhấn luôn, và cửa hàng báo giá là giá chuẩn đét anh em nhé. Cái mức giá mà bán để cho anh em có thể tiếp cận được. Và báo giá là giá tại cửa hàng, không bao ship được anh em nhé, không bao ship đâu. Kể cả đồ đắt hơn cửa hàng cũng nói rõ là không bao ship, huống chi là đồ cửa hàng đã để ở một mức giá cũng như là báo một bộ rất vừa túi tiền rồi anh em nhé, anh em lưu ý nhé. Giá báo là giá tại cửa hàng. Nghe nhạc tiếng mềm, rõ ràng, bát đánh đẩy. Dẫu nghèo nguyên không đổi lòng em đời ai không muốn đẹp giàu và cao sang, vì anh nghèo đau dám mơ. Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao, em ơi anh tìm người yêu thương mãi tranh xin. Cửa hàng sẽ làm một clip ghép vang và hát thử xem nó ok không anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.